Bốn sinh vật ngoại lai từng gây ác mộng nhưng vẫn bị dân nhậu cho lên đĩa ở Việt Nam. Thế Duy xin chào khán thính giả của Thế Giới 360. Nhắc đến sinh vật ngoại lai, nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là loài hay xâm lấn, gây hại và cạnh tranh môi trường sống cũng như thức ăn với các loài bản địa, làm mất cân bằng sinh thái, và đa số là đúng. Nhưng đó là ở nước ngoài, còn ở Việt Nam lại là một chuyện khác, bởi vì không phải sinh vật ngoại lai nào cũng có thể cạnh tranh lại với các loài bản địa. Cộng với đứng từ góc độ sinh học, các sinh vật bản địa luôn có khả năng thích nghi tốt nhất với điều kiện môi trường địa phương, hay có rất nhiều sinh vật ngoại lai không hề gây hại, thậm chí còn mang lại giá trị cao cho nền kinh tế. Thậm chí, những anh bạn ngoại lai còn có nguy cơ biến mất, vì người dân Việt thì loài nào cũng có thể trở thành đặc sản hay món nào cũng có thể lên đĩa được. Vậy đó là những loài xấu số nào? Hôm nay các bạn hãy cùng mình đi khám phá. Ốc bươu vàng. Đầu tiên phải kể đến loài sinh vật gây ám ảnh một thời gian dài trong làng nông nghiệp Việt Nam. Ốc bươu vàng là loại ốc thuộc họ thân mềm có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Loài ốc này được du nhập vào Việt Nam từ những năm 1985-1988 và trở thành sinh vật gây hại nghiêm trọng cho nền nông nghiệp trong nước. Trước khi chúng trở thành sinh vật gây hại, dân ta đã có ý tưởng tốt đẹp là nhập giống ốc này về để tạo ra nguồn thức ăn dồi dào nhiều đạm cho chăn nuôi và bổ sung nguồn thức ăn giàu đạm động vật cho con người. Tuy nhiên, kết quả vượt quá tầm kiểm soát và mong muốn của người dân. Chúng trở thành sinh vật ngoại lai gây hại trên khắp các cánh đồng lúa và có sức tàn phá ghê gớm. Đối tượng thức ăn của chúng là thực vật, ưa thích xà lách, mạ non, rau muống. Đặc biệt là mạ dưới 3 tuần tuổi có thể bị ốc cắn ngang thân cây gây thiệt hại trên đồng ruộng với diện tích lớn. Khi ốc bươu vàng phát triển ở mật độ lớn có thể có nguy cơ làm trắng đồng ruộng, tức là người nông dân sẽ mất trắng mùa màng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, một con ốc có thể gây hại trong giai đoạn lúa từ 3 đến 20 ngày là 2 đến 3 m2 diện tích lúa. Nếu mật độ 6 đến 10 con ốc trên 1 m2 thì dự báo ruộng lúa đó sẽ mất trắng nếu không nhanh chóng tiêu diệt những con ốc này. Chúng sinh trưởng và phát triển cực nhanh, đẻ trứng thành từng ổ, mỗi ổ khoảng 200 đến 300 trứng. Chu kỳ đẻ của loài ốc này là khoảng 10 đến 12 ổ sau 7 đến 15 ngày trứng nở và hình thành nên ốc non và tiếp tục đi phá hoại mùa màng của người nông dân. Ngoài ra còn có nghiên cứu chỉ ra rằng loài sinh vật này ngoài việc gây hại cho lúa, nó còn gây hủy hoại môi trường ốc bản địa, khiến giống ốc nhà đứng trên đà tuyệt chủng. Tuy nhiên, bên cạnh những tác hại của loài động vật này đến nền nông nghiệp trong nước, chúng vẫn có những lợi ích nhất định như làm nguồn thức ăn cho ngành thủy sản và con người. Bản chất, ốc bươu vàng là loài động vật không chứa độc tố. Điều này đã được nhiều trung tâm nghiên cứu và khẳng định, vậy nên người dân hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Không những ốc bươu vàng có thể ăn được mà chúng còn rất ngon. Trong thịt ốc có chứa nhiều chất khoáng, đạm cần thiết cho cơ thể, giống như các loại ốc khác. Người dân có thể sử dụng nguyên liệu này để chế biến các món ăn ngon, hấp dẫn cho gia đình trong bữa cơm hàng ngày. Điểm chú ý là ở giữa đầu ốc bươu vàng có nhân tròn màu hồng. Đây là dạ dày và thực quản của nó, chứa nhiều ký sinh và bạn cần loại bỏ nó. Khi chế biến cũng cần tiến hành làm sạch hoàn toàn trước khi chế biến nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe. Cũng giống như hến, sò hay nghêu, ốc bươu vàng mang tính hàn, giàu đạm, khó tiêu nên bạn không nên sử dụng quá nhiều. Lợi ích thứ hai là đem lại nguồn thu nhập nhất định cho người dân. Cụ thể, trong đợt Covid-19 vừa qua, có những người đi làm thuê thất nghiệp đã về quê bắt ốc bươu vàng đem bán, cũng có đồng ra đồng vào chi trả cho cuộc sống. Có người dân một ngày bắt được 50 cân ốc bươu vàng sau một buổi, bán được 200.000 đồng. Nhiều người thấy thế cũng rủ nhau ra đồng bắt ốc, vừa kiếm thêm thu nhập vừa giúp giảm thiệt hại mùa màng. Vậy mới thấy không phải tất cả đều có hại 100%. Nếu người dân biết tận dụng và khám phá ra ưu điểm, công dụng của những loài ngoại lai này, biết đâu sẽ biến nguy thành an, vừa đem lại giá trị kinh tế, cũng như có thêm một món đặc sản ngon thì sao? Tiếp theo dưới đây là một loài cũng tàn phá môi trường sinh thái không kém. Rùa tai đỏ. Rùa tai đỏ từng bị Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN liệt vào danh sách 206 loài xâm hại toàn cầu và 100 loài nguy hiểm nhất thế giới. Do ăn tất cả các loài cá, tôm, cua, ốc, ếch nhái và nhiều loài thực vật thủy sinh khác, nên khi rùa tai đỏ thoát ra môi trường sống, sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng sinh thái bản địa. Rùa tai đỏ có tuổi thọ cao, có thể sống lên tới 40 năm. Chúng có khả năng thích nghi rất tốt, hung hăng và lì lợm, cộng với lớp mai đặc biệt cứng cáp nên gần như không có đối thủ khi xâm lấn các môi trường khác. Chúng có ngoại hình khá sặc sỡ với các đường vân bắt mắt. Những cá thể già hơn có thể sở hữu chiếc mai màu xám tối hoặc đen cùng vài vết đốm. Đặc biệt, hai bên đầu của rùa có hai sọc đỏ rất đặc trưng, giúp chúng ta dễ dàng phân biệt với các loài rùa bản địa. Loài rùa này cũng có tốc độ sinh sản nhanh hơn so với nhiều loài rùa bản địa. Một rùa cái trưởng thành tần suất sinh sản 5 lần trong một năm, với số lượng trứng mỗi lần lên tới khoảng 30 quả.
Nhiều người nghĩ rằng hiện nay nước ta đang tìm nhiều cách để loại bỏ cũng như ngăn chặn sự phát triển của loài rùa tai đỏ bởi chúng độc hại và gây tổn hại đến sức khỏe con người. Nhưng thực chất không phải như vậy. Việc loại bỏ hay là ngăn chặn loài rùa tai đỏ phát triển là bởi vì chúng gây ảnh hưởng tới môi trường sống tự nhiên, hệ sinh thái của sinh vật khác. Còn đối với con người, rùa tai đỏ là một loài vô hại, chúng hoàn toàn không có độc như nhiều người vẫn nghĩ. Đặc biệt, loài vật này vẫn được người dân ở nhiều nước nuôi làm cảnh, trong khi một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam, thì nhập về để nuôi lấy thịt. Bởi vì thịt và trứng của rùa tai đỏ khá thơm ngon, là một loại thức ăn vô cùng bổ dưỡng và được rất nhiều người ưa thích. Nhiều nước trên thế giới xem loài rùa tai đỏ như một loại thực phẩm quý hiếm và rất tốt cho sức khỏe. Vì thế hiện nay người ta nuôi loài rùa tai đỏ để cung cấp cho các nhà hàng quán ăn. Tại Mỹ, nhiều trang trại đã nuôi rùa để xuất khẩu trứng và rùa sống làm thực phẩm. Trung Quốc mỗi năm cũng nhập hàng triệu con rùa tai đỏ để làm thực phẩm và thuốc. Hiện nay giá rùa tai đỏ đang ở mức khá cao. Một chú rùa có khối lượng khoảng 3 lạng có mức giá dao động từ 300.000 một con. Tuy nhiên, những con rùa có kích thước và khối lượng lớn thì mức giá có thể cao hơn nhiều, dao động từ 400 đến 600 ngàn đồng một con. Hiện nay, nhu cầu phóng sinh của người dân rất lớn. Đa số họ thường lựa chọn những loài cá, rùa để thả. Trong đó, nhiều người không biết đến sự nguy hại của loài rùa tai đỏ nên đã lựa chọn chúng để phóng sinh. Điều này khiến cho môi trường tự nhiên bị phá hoại một cách nghiêm trọng. Vậy các bạn cần cân nhắc kỹ trước khi có ý định mua, bán hay nuôi loài rùa này nhé. Dưới đây cũng là một loài ngoại lai đẹp nhưng mà ác, được người dân đặt biệt danh là hung ngư của các ao hồ. Cá hoàng đế. Cá hoàng đế hay còn được biết đến với một tên gọi sang trọng khác là cá hoàng bảo yến, là loài cá nước ngọt thuộc chi Chicla, có nguồn gốc ở lưu vực sông Amazon Nam Mỹ. Sau khi du nhập vào Việt Nam vào thập niên những năm 90, cá hoàng đế thoát ra hồ Trị An từ các bè sản xuất và phát tán mạnh mẽ trong tự nhiên. Cũng bắt đầu từ thời gian này, loài cá này đã được nhân giống rộng rãi trên khắp đất Việt. Sở hữu lớp da tương đối rắn chắc và hàm răng sắc nhọn, cá hoàng đế thực sự là một đối thủ đáng gờm với bất kỳ loài động vật nào. Lại sinh sản theo cấp số nhân, mỗi lần đẻ 2.000 đến 3.000 trứng, có sức chịu đựng cao. Chúng thường đi săn theo bầy hàng ngàn con, hung dữ, hiếu chiến, tốc độ truy đuổi nhanh và ăn tạp, nên được ngư dân xem là hung thần của các loài cá nhỏ như mè dinh, cá cơm, cá linh, cá lòng tong. Chính vì vậy, chúng được coi là hiểm họa cho môi trường sinh thái của hồ Trị An. Không chỉ có vậy, những lồng cá nuôi của bà con ngư dân cũng trở thành miếng mồi ngon cho loại cá này, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản nơi đây. Với vẻ ngoài rất bắt mắt, màu vàng tươi rói, nhìn như khoác trên mình chiếc áo lòng bào của các vị vua chúa ngày xưa. Mắt cá thì đen lánh, trên thân thì có nhiều đốm đen, đầu gù như cá là hán. Thời gian trước, cá hoàng đế chỉ có mặt như một loại thực phẩm thông thường. Nhưng nhờ vào vẻ đẹp bắt mắt trên thân, cá hoàng đế đã trở thành thú cưng của nhiều người và bắt đầu được săn đón nhiệt tình vì mục đích làm cảnh hơn là thức ăn. Cũng như các loài cá rồng, cá la hán, cá hoàng đế được xem như một biểu tượng may mắn đem lại phú quý, cát tường cho gia chủ vì loài cá này mang màu sắc vàng rực rỡ của quý tộc hoàng gia. Nguy hiểm với các loài động vật khác là vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng cá hoàng đế cũng mang lại giá trị kinh tế cao và là món đặc sản khá hấp dẫn với người dân, là món ăn rất ngon miệng và bổ béo. Thịt cá ngọt thanh, mềm, nhiều thịt, béo béo nhưng không gây ngán cho người ăn, khiến người ta liên tục gắp tới tấp như bị thôi miên. Loài cá này cũng có giá thành phải chăng, cá vừa từ 30 đến 40 ngàn đồng một cân, cá lớn từ 60 đến 70 ngàn đồng một cân. Cá hoàng đế có thể đem chế biến thành nhiều món ăn từ đơn giản đến phức tạp, đầy hấp dẫn đến cả chiếc lưỡi khó tính nhất cũng bị thuyết phục. Cá hoàng đế hiện nay trong tự nhiên đã giảm đi rất nhiều do đánh bắt quá độ, nhiều khi câu cả ngày cũng chỉ được vài ba con, là một dấu hiệu vừa mừng vừa lo. Cũng cần chú ý, nếu không muốn ăn thì hãy nuôi tại bể cá cảnh của gia đình bạn để may mắn, chứ đừng dại thả xuống sông, đồng ruộng, gây nguy hại cho hệ sinh thái. Cuối cùng là một loài ngoại lai cũng rất quen thuộc với người dân nước ta. Cá rô phi đen. Cá rô phi đen hay còn gọi là cá rô phi thường, cá phi cỏ, có nguồn gốc từ châu Phi ở Mozambique. Đây là một trong những loài cá có giá trị kinh tế, được con người du nhập đi nhiều nơi, và ở một số nơi, chúng trở thành loài xâm hại cho các loài bản địa. Chúng đang trở thành kẻ xâm lấn thành công ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam từ năm 1951. Đe dọa đến hệ thống sinh thái nước ngọt ở sông Hồ. Các quần thể đã thích nghi của loài này trong tự nhiên là kết quả của việc cố tình thả ra hoặc để sổng từ các trang trại nuôi chúng. Đây là một loài ăn tạp và chúng gần như ăn mọi thứ từ tảo đến côn trùng. Chúng tạo thành các quần thể đông đặc và tranh giành thức ăn hoặc ăn thịt các loài bản địa. Toàn thân cá rô phi đen phủ vảy, ở lưng có màu xám tro hoặc xanh đến hơi nhạt, phần bụng có màu trắng xám hoặc xám ngà. Cá có kích thước lớn nhất đạt 39 phân. Vây đuôi không có vạch sọc đen,
độ dài cuống đuôi lớn hơn độ cao cuống đuôi, đầu trắng, cơ thể đen, vây ngực, vây lưng và vây đuôi có viền đỏ. Vài năm trước, tình trạng cá rô phi đen sinh sôi nảy nở tràn lan, diệt không xuể ở các kênh mương, sông Hói, phá lúa hơn cả ốc bươu vàng, khiến người dân ở thị xã Hương Thủy, Huế cũng đau đầu tìm cách giải quyết. Người dân nơi đây cho biết, cá rô phi đen phá hoại lúa xảy ra nghiêm trọng vào thời điểm đầu vụ đông xuân. Thời điểm này khi lúa mới được gieo cấy, sau mỗi đợt mưa, nước các sông Hói dâng lên thì cá rô phi tràn vào ruộng phá lúa. Đã thế, loài cá rô phi đen này phát triển rất nhanh, số lượng tăng đột biến, nhất là khi thời tiết mưa nhiều. Chính vì sự tàn phá của chúng nên người dân nơi đây đã tăng cường đánh bắt đem chôn hủy hoặc chế biến thức ăn chăn nuôi hay đem bán, nhưng hiệu quả đem lại không đáng kể vì chúng sinh sản rất nhanh. Đương nhiên, đối với người Việt Nam, dòng họ cá rô phi là một loài cá rất quen thuộc, có thể dễ dàng chế biến thành nhiều món ngon như kho, chiên, nấu canh với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, nên loài cá này từ lâu đã luôn xuất hiện từ các quán ăn đến trong những bữa cơm gia đình Việt. Trên đây là 4 loài ngoại lai xâm lấn từng nổi đình đám một thời vì tốc độ tàn phá môi trường, hệ sinh thái của chúng và từng là nỗi khiếp sợ của người nông dân. Nhưng do biết cách tận dụng những ưu điểm, biến chúng thành những hàng hóa có tính kinh tế và chế biến thành món ăn hấp dẫn, mà từ số lượng khủng khiếp đến nay, những loài ngoại lai này không còn là mấy, thậm chí có nguy cơ biến mất vì sự đánh bắt quá độ. Vậy bạn thấy loài nào nên giữ lại, tiếp tục phát triển hay cấm cửa hoàn toàn? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.